sao Bạch Liêu. Ngoài solo nhỉ? Đấy, hôm nay nhà em, cái người đến người ta mang lên nhà bà bạn làm sao rồi thì đấy, cái án thở đấy. Tên đầy đủ hai vợ chồng là gì nhỉ? Người em là Trung Nga. Khu 4 xã Bạch Liêu đúng không? Vâng. Vâng, hiện tại là 11 giờ trưa của ngày 16 tháng 1 năm 2021. Vâng, em đang về tại xã Bạch Liêu của huyện Sông Lô. Vâng, để bàn giao cho nhà vợ chồng nhà anh chị Trung Nga một chiếc sập ngũ phúc chất liệu gỗ hương đá. Vâng, thì bây giờ đây là toàn thể ngôi nhà của nhà anh Trung Nga nhé. Vâng, ở khu 4 xã Bạch Liêu. Vâng, thì bây giờ các bác cùng em vào bên trong để cùng chiêm ngưỡng và tham khảo chiếc sập chất liệu gỗ hương đá có kích thước là 1m8 x 2m2. Vâng, đây vào bên trong để em giới thiệu chi tiết cho các bác xem chiếc sập em vừa lắp của nhà anh chị Trung Nga, khu 4 xã Bạch Liêu, huyện Sông Lô đây. Và một chiếc sập hương đá và cổ liền dạ 10 10 chân 24, đục ngũ phúc tuồng lọc và chất liệu gỗ hương đá nhá. Và rất là hàng đục siêu siêu vip đấy, đục tay đấy. Đây hình ảnh quý vị nhìn, đây là chiếc sập đó đây. Và mặt là mặt là hai lá các bác nhá, ván dày 2 phân và khung tranh 8 phân. Và được sơn theo màu ý của gia đình, hơi đậm màu một chút. Ở đây quý vị xem nhé, phần vèo rất là đẹp, phần chi tiết này. Thì các bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc sập như của nhà vợ chồng nhà anh Trung Nga ở khu 4 xã Bạch Liêu, huyện Sông Lô này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Cơ sở em nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đây. Còn có số điện thoại là 0987510806. Và thì em xin đọc lại một lần nữa kích thước cái sập này cho các bác biết là dài 22, rộng 1m8 và cổ liền dạ là ba mặt là dày 10 phân chân 24. Còn được đây chạm mẫu ngũ phúc tùng lộc chất liệu gỗ hương đá. Vâng, thì em báo giá luôn cho các bác biết là chiếc sập này có giá mới với giá là 45 triệu các bác nhé. Vâng, thì các bác nào có nhu cầu sở hữu cứ xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Và em xin chân thành cảm ơn các bác.